xé luôn lưỡi ở đây. Cây này được cái lợi thế các bác, mua thì vanh nhỏ nhưng mà do cây nó bẹt, cây nó bề, nó rộng bề ngang ấy, và nó dẹp một cái đầu xuống thì cái tim của nó rất là đẹp, hoàn toàn mình có thể xẻ theo chiều lớn thì nó sẽ lợi gỗ và nó được cái tấm phản lớn. Được tấm phản lớn thì có giá trị cao hơn rất là nhiều. Nếu mà một tấm phản 1m7 1m8 thì nó sẽ có giá trị rất là cao, phải đến như gỗ 1m8 thì bây giờ nó phải rơi vào tầm khoảng gần 200 triệu rồi. Gỗ cẩm hồng nó đã 140 rồi thì gỗ lim này phải 200 triệu một tấm gỗ 1m8. Chỉ cần một cây này chỉ cần được một tấm 1m8, một tấm 1m7 thôi là ngon rồi. Một tấm 1m8, một tấm 1m7, hai tấm rất đỉnh rồi các bác. Chỉ cần hai tấm đấy thôi là đỡ rất nhiều rồi. Để tiếp tục nghiên cứu, có một bác khách đặt đơn hàng là 1m1 và dài 6m thì mình phải xẻ cái tấm 6m trước, sau đó thì mình mới cắt đôi ra để mình xẻ tiếp. Khả năng là mình sẽ chơi kiểu đấy. Khá là tuyệt vời, hôm nay xẻ cây gỗ lim này đẹp quá, không có tim luôn. Thực sự đây là một cái cây lim mà đẹp. Quan trọng là cái chất cây nó ngon ý. Cái chất cây nó tốt ý, thì khi mà cái chất cây nó tốt thì cái việc nó bị nứt bị xé nó sẽ hạn chế hơn, và nó ít khi nó vấn đề bị hỏng. 2m6 thì ở đây nó tận 2m8 cơ, 2m7, 2m8 cơ, thì nên thoải mái thôi nhá. Ok. Tấm 12, 1 tấm 10, 2, 4 tấm 12, 4 tấm 12 và 6 tấm 20, 6 tấm 20, 6 tấm hàng lớn, 6 tấm hàng lớn nhưng mà mặt xỉu men mốt thôi, nếu hàng dài. Nhưng mà đa số đơn này nằm ở cái hàng rời nhá, còn nếu xẻ kiểu này bây giờ chưa bán được trả đơn nào hết thì bán được mỗi tấm này đúng không? Vâng, còn tất cả cái hàng này này trả này phải ấy. Ôm hàng thì cứ như vậy đi mà thái tùy tao. Vâng. Đó. Thì vào đến đây cái là mình đã tấm 1m1 thì quả cháu thì nhiều lắm. 1m1 thì nhiều. Quá đẹp. 1m1. Vâng. Thì vẫn có một cái tấm cho khách mà xong rồi hàng rồi là cháu muốn thẻ 18 hay 17 thì đấy thì nó đẹp. Thì như thế hợp lý đấy chứ nhỉ. Mà hàng nó ra bây giờ đang có đơn nhận này nữa. Thì cái hàng dài kia vẫn có. Vâng. Mà lại đẹp. Thì nếu như mà lấy tấm này thì nó cũng là cực kỳ VIP rồi. Cho khách rồi thì không nói rồi. Kinh quá. Vừa nó mới bị đứt cưa các bác ạ. Quay để ý nó đứt ra. Nổ đoạn. Đứt ngay đây các bác. Nó nổ đùng một cái luôn. Xé luôn lưỡi à? Xé luôn lưỡi đây. Giờ lấy ra mà hơi căng ấy nhở. Mát mà. Đâu.
kinh khủng. Lưỡi hợp kim luôn à chú? Giải thế nhỉ? Hai mươi lăm mét dài dã man này, lưỡi này lưỡi cây to à, lưỡi lưỡi cưa to cưa lớn một quận luôn đấy anh ạ. Coi nó đứt quận từ đầu kia. Cái này liệu nó hàn lại được không chú? Lấy tam quận kiểu kia ấy. Tiếp theo là vào đến đoạn này rồi đây các bác. Giờ cẩu hai tấm này ra, tim ở bên này thì nó lại dưới này, còn tim ở trên kia, ở bên kia thì nó lại lên tận đây, lên tận đây luôn này. Nên là đây là cái tấm tim ở bên kia, còn chỗ dưới này thì lại tấm tim ở dưới này. Nên là nguyên cái khúc này có khả năng là tim nó ăn hơi xéo xéo lên, nó chạy xéo 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 lên, chạy hơi xéo 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 kiểu này. Và cẩu ra. Chọn cái bề mặt vân nó kiểu gì. Đây nó hót vào. Đây thì được mét mấy? Đây được mét mốt bỏ. Ở kia lại to hơn. Ở giữa lại nhỏ, đầu gốc lại to. Và đầu ngọn lại to hơn. Cái bản mét mốt. Bản này 14 phân, cần thiết làm cái kia cũng vẫn được. Đẹp không tì vết. Ui vân này đẹp. Vân này đẹp tuyệt vời luôn các bác. Vân đẹp thế nhỉ. Đây vào đúng cái tim của nó luôn. Tim vẫn đẹp. Tim quá bé luôn. Tấm này may quá vẫn đẹp. Xịn xoan đẹp. Tuyệt vời luôn. Đỉnh thật. Xem cái mặt rộng bao nhiêu nhé. Một mét hai. Hai chữ đưa vào. Hai là sẽ gì? Hai là sẽ gì? Chỗ này là dính
tim cần thiết mình cắt lui đằng tới đằng này một tí cũng được. Sẽ tiếp mạnh nữa không chú hay nghỉ? Mạnh nữa. Mét 2, 6 đi chú ạ. Chắn là tấm bên trong là vào tim rồi. Giữa này cũng không làm gì đâu. Vẫn đẹp mặt này chú ạ. Chắc cái này sẽ 20 được. Sẽ 20 luôn đi chú ạ. Nhỏ hơn đằng trên à. Chết dở rồi. Được có 1 mét mới đều nhé. Không được 1m07 luôn. 1m05. Kia là 14 rồi đúng không nhỉ? Sẻ 15 chú ạ. 15 năm nhé. 15 năm. À, mặt 1m2. Mặt 1m2 để sẻ 20 cho nó vượt qua cái tim luôn được. Thì cái mặt này vẫn ngon này nếu mà sẻ. Tim đấy không sao. Đây. Vâng. 16 này. À nó qua cái tim 16 nó qua tim vậy nhỉ? Vẫn bây giờ sẽ tấm nào thì phải nhất là tấm này. Vâng. 16 hay là 16 đi. Nó có 1m2 là sẽ nào thì 18 với 2 nhỉ? Tính làm sập rồi ấy. Cho tính bây giờ nếu mà sẻ xuống đây 20 đúng không? 18. Ví dụ 20. Ví dụ sẻ xuống đây 18 hoặc 20 chẳng hạn thì mày sẻ tiếp xuống đây 20 nữa thì nó thì cái mặt dưới này liệu đẹp không? Mặt ngoài này này 40 này. 40 phân. À vẫn chưa được. 12m8. Vẫn không được. Thôi 18 đi. 18 đi. Sẻ tấm nào bây giờ sẻ tấm nào nhất tấm đấy này. Áp theo tim nó nọ rồi như thế bấm chứ cái này mà tim mà hai tim nó thẳng nhau thì thôi nhỉ, do cái khúc này nó cong mà khúc gốc phải thẳng mà thỏi do cái tim nó chưa cong chỉ từ chỗ đây vâng chỉ từ đây xuyên trên mặt này không nói rồi nó có đó lấy giờ vạch cái đầu nó lên sau đó phay lạ bỏ cái tim đấy. Lạ, tim nó hơi xèo xèo. Bất cố nhiều. Cái này lấy cái thì nữa hay là bẹt bỏ làm chân cặm gì không? Vậy ý về chú tính lạng thêm một phát nữa hả? Hay là cái gì? Nhát lấy búa đây này, nó đều đây này. Nhát này 10 phân rồi. 7-8 phân, 8-9 phân đi. 8 phân cũng chả làm được gì. Đi luôn thôi. Ok, cứ cho nó phát thì đi chú ạ. Lên 5 phân rồi
Tí nữa xuống 5 phân rồi đi để về cho họ làm, nhưng mà bỏ vậy thì mình họ về họ làm thì anh lấy 5 phân. À, làm 2 phát 5 phân hả chú? Được. Đi đi. Tí nữa anh xuống 5 phân nữa là ok. Khả năng ngày mai sẽ gặp lại các bác. Ngày mai sẽ tiếp tục xẻ cái cây này. Phát quyết định là nằm ở ngày mai. Nếu mà nó đẹp tấm này là ok, ngon lành, vẫn còn đỡ này. Nếu mà tấm này, nếu trường hợp mà nó đẹp tấm này thì không sao. Nếu mà nó không đẹp thì rất là nguy hiểm. Nên là cố gắng làm sao đấy, mai quyết tâm phải đẹp cái tấm này để gỡ gạc. Và các bác đón xem tiếp cái video này. Cái phần hấp dẫn nhất thực sự nó nằm ở cái tấm đây này. Quyết định thành ngày thành công hay thất bại nó nằm ở đây. Còn mấy cái tấm này thì thất bại thì rõ ràng rồi, nhưng mà nó cũng không thất bại nặng. Cái tấm này gỡ được thì không sao. Ok. Đấy, các bác nhớ đón xem nhé các bác nhé.